Rồi 3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hành trình sinh tồn trong rừng của Mr. Thắng và Rio. Hôm nay tụi mình sẽ... Ê, cái Thì tập trước lúc mà mình dừng lại là ở ngoài trước này có nguyên một bầy mấy con quái vật bự bự các bạn tấn công á, mà bây giờ không biết nó còn đó không. Rồi, Rio chào đi. Ok, chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập tiếp theo của The Red. Thì tập trước là có mấy thằng boss nào ở đây nè, mà không biết còn không. Ra coi hết hả? Ồ, nó đi hết rồi. Cái quân đi rồi, cái quân đi rồi. Không, không phải. Mình lúc mà mình chạy. Nó chưa tới á. Bây giờ mình đi kiếm đồ đi. Đi đi kiếm đồ này, chắc mình chưa tới rồi, nó còn xa lắm. Thì tập này là anh em tôi sẽ tăng trang nhà cửa lên nha. Đó, Nghe nó hút chưa, nghe nó nghe hút nó chưa? là nghe chưa đó, nghe đó. Giờ trời tối nữa trời, chưa gì bằng Rồi đi đi vô mình. đi, đi về đi, đi về cái đi, ngủ Kìa ngang kìa cái đi rồi kìa đi kìa, nó bước đi kìa, thấy cái đống lửa trên đầu đó không, thôi. Rồi rồi, đống lửa đâu? cái đèn á mày. À đủ, có thu gì? Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Nó quấn lên kìa, nó quấn lên kìa. Ây da, khó nhìn quá, khó quá. Mày nè, ai da, ai da, ai da. Còn lấy dao chém đi. Khó khó nhìn quá. Dính Em bị vây lắm bẫy à, ra ngoài này dính bẫy á. Ủa, này chém cái chết luôn trời. à. Ê, ra coi thằng này bị dính bẫy nè, bị anh dụ này vô bẫy nè. Ai da, ai da. Từ từ, nó quýnh em, nó quýnh em. Thằng chó đây. Đâu vậy, đâu vậy? Từ từ, từ để em chém nó. Mẹ mày, Chết đi chết con, mẹ mày, chết mẹ mày. lấy xác nó vô căn cứ đốt, lấy xương làm giáp. Ok, đốt mấy cái Thôi đám lửa đi Thắng, đốt mấy cứ đám lửa coi. đi Ây da, ây da, anh nó quánh nó kìa. cho nó. Mẹ Ây da, mày quá bảo mắc không, mày dạy. hổm không, mày hổm không, Thằng nó mày bị anh hổm dụ không, vô đó, dụ vô chết cái rồi, bẫy bắn cái chết luôn. á. Mày, mày, Xạo như mày, tử. mày, mày. Có mấy thằng bị chém cái chết luôn Ừ. À, mấy thằng này á. chơi Cái quánh hội đầu đồng. Lấy xác tao đốt. bây giờ thấy đi ra biển đi, Đốt biển hướng nào ta? luôn. Ây da. Đâm mệnh. Cái con quần vàng vú bự đi. Mày, 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 mày. Đâu đâu đâu, cái gì vậy? Rồi Rồi. Nó mấy bị con chó cháy này, à. Mày nè, mày nè, mày mày mẹ nó, làm hư cái đống chó cục. này. Ừ, cái đám lửa của tao. Ừ, cái đám lửa của tao. Mày Ừ, cái đám lửa của tao. Hay là lại cho Thắng đây. Bây giờ nha, anh làm theo em nha. Bây giờ tăng trang lại hết mọi thứ. ok Lấy cái hú thề gắt, rùa ở đây, lấy cái thề rùa ở đây anh. nó hú gắt lớn Được. luôn. Bị hắt gỗ nghe anh em. Ok rồi, hắt Nè, tay chờ đây lại hai luôn. cục, chờ lại hai cục thôi. Rồi anh em coi, Một, hát gỗ này nha. hai, ba. Đấy, bắt đầu biểu diễn, thấy chưa, gớt mấy khúc cây gang đóng luôn. Không, đoạn này em tắt cái anh Thắng. Ừ. Đây, đây. Bây giờ thay mấy cái đám lửa xung quanh nhà mình đi, tụi nó mới không dám lại thôi. Chứ không là tụi nó kiếm mình hoài luôn á. Muốn hù tụi nó, chặt đầu tụi nó cắm lên cây, Đúng cắm rồi. xung quanh nhà, cái đó nó mới sợ đó, chứ không phải là đốm lửa đâu. Rồi, chờ đang bấm quay lại cái. Bam. Ok. Hồ biến cái đóng gỗ nghe anh em. Đây. Kìa kìa kìa, có quần vàng theo lên anh Oh kìa. my god, vũ bự tới nữa rồi.
Anh có muốn mở rộng địa bàn nghe đúng không? Ở trong kia ở còn chưa hết nữa kìa. Mà trong kia không còn cây nào hết trơn á. Ôi con thỏ rồi bác. Con thỏ rồi bác rồi. Ô chồng nó tới. Ồ. Ôi con thỏ đâu trời. Xử con vợ cái thằng chồng tới liền luôn. Mày mày. Tao sẽ cho vợ chồng mày đoàn tụ. Mày mày hả? Mấy chép gãy răng luôn. Rồi bu kiến đậu. Ốc chó này. Con chó này chạy ngang trời. Anh thấy, mình... thấy cái nhà trên cây nè. Thấy nhà trên cây này anh muốn nó quay qua hướng nào? Lại đây, quay lại hướng ra cái cổng á. Để mình thấy toàn cảnh. Không có thấy ngoài, tại trong nó hết cây rồi. Giờ nó quay qua hướng nào? Quay qua hướng bên này hay là quay qua hướng bên trong nhà mình? Quay vô trong nhà đi. Quay trong nhà mình hả? Ừ. Là cái cửa sổ quay nhà mình đúng không? Đúng rồi. Rồi cái... Ok chưa? Anh còn okay. Dễ thật không? Còn. Gió tới. Rồi, giờ lấy cây đắp vô. Ok. Anh thắng thì anh cái đi đó thôi. Cái đi. Mày chết chưa. Hồi xưa cây này chặt mười mấy nhát là nó gãy, thì bây giờ chặt chừng 30 nhát. 30 nhát luôn hả? Hừ. Trời ơi, nó nhảy rớt vô trong chứ. Ờ thôi, cứ rớt hai cục vào đây rồi. Rồi giữ then nha. Để qua bên kia đi. Hay là mình làm nhà này xong đi ha. Rồi còn nhiêu cái nữa? 23 cái nữa hả? Ừ. Làm nhà này cho xong đi. Ok. Ok. Rồi đắp vô nè. Đói rồi. Đây là ngày làm việc mệt mỏi. Rồi xong rồi đó. Đấy. Bây giờ thay thêm hai cái đám lửa dưới nhà đi. Đây rồi. Uê, vô đây. Ừ. Quánh luôn kìa. Nó quánh mình kìa. Trời ơi, mang chó này. Má chạy vòng luôn. Mẹ. Ốc chó này. Cháy luôn. Thằng kia chưa dính bẫy nó hơn vậy. Thằng chó này. Chết mẹ không. Ây da. Banh cái đống củi luôn kìa. Banh đống củi luôn hả? Đánh gần cái đống củi á, nguy hiểm quá. Thay lên lại. Mày chết đi. Bây giờ đánh nhau gần cái đống củi là nó vậy đó. Thay lại đi. Cho nó sáng sủa lên mới được. Ok. Chết mẹ không. Ê chết mẹ rồi, em bị thằng bóp gì. Chạy vô. Về đây. What? Ai nó quấn cái thấp chén luôn rồi. Đây. Shit. Chạy đi. Để anh cận chiến với nó coi. Chết mẹ mày. Chém chết mẹ đó. Đu. Mày. Đu né nó kìa. Thằng này láo. Thằng này láo. Quấn đào lắm đó anh thắng. Thằng này láo. Thằng này thằng nào ta? Thằng này khét thằng kia. Thằng này là 6 chân đó trời. Gặp cái hang hoài này. Thằng 6 chân này hình như mạnh hơn thằng ấy. Mạnh hơn thằng Bạch Tuộc hay sao á. Mạnh hơn. Nó quýnh đau lắm. Bạch Tuộc quýnh không đau. Rồi nhớ. Rồi thịt nó thôi. Hé hết hộm chân. Đang đi kiếm lạng nào nó được. Đắp vô liền chứ. Trời đất ơi. Gì? 5 thằng luôn á. Đấy. Dụ nó vô bẫy. Dụ nó vô mấy cái bẫy. Chích mẹ. Ơi, em bị em thích nhảy qua mà em bị đâm luôn. Ây da. Có con kia bị treo lên rồi kìa.
thằng chó. Ây... chó này bị treo lên rồi. Mẹ mày bị treo lên thôi con. Mày chết đi. Cãi mày chết đi. Cãi nó, treo nó cho vui đi. Ảo thật đấy. Mình đã dành mình tập bắn á. Giống như cái bia. Ừ. Đem đốt đi thắng ơi, đem đốt đi. Nè, châm lửa lên nè, châm lửa lên. Đâu? Nè, anh chạy xung quanh nhà đi, anh châm mấy cái này ra đi anh thắng. Rồi. Để mấy chưa? Chạy xung quanh châm lên nè. Ok, ok. Có hai cái chứ nhiều. Bên trái nữa. Mình anh nhờ... muốn thay nhà, anh muốn thay bên nào? Chỉ đi để em đặt cho. Ờ, xe khúc sau đi. Khúc sau mà bên nào, bên trái bên phải. Bên nào chỉ đi. Nè, hướng nhìn ra căn cứ nè. Nhìn ra ngoài cổng á. Bên đây nè, ngay chỗ anh đứng. Để đây ha. Gần gần ngoài này đi, đừng ăn tốn sao lắm. Đây đi. Đây ha. Ừ. Được rồi, được chưa? Lùi lại chút nữa. Rồi, được chưa? Chỗ anh đứng nè. Ngay chỗ anh đứng nè. Ok. Rồi, sắp gỗ lên đi. Thôi anh tự thay đi chứ, để phát gỗ cho anh tự thay nha. Ừ. Nhà nào nấy thay đi. Khu vườn nó chín rồi. Mấy cái trái blueberry á. Chút khi anh rảnh anh dọn hết chân mấy cái cây mọc ở chổng nghe anh thắng. Ok. Ok. Rồi anh đang đứng trong làng của tôi nó nè. Hai con chú bự luôn má ơi. Chú bự đít bự. Má. Thì gặp em nó chạy cùng mẹ đó. Dạo vô, trai đẹp đây. Trai đẹp đứng đây nè, dạo vô. Đây nhấp thẳng chân á. Cùng mẹ đó. Đó, thấy chứ tê. Làm như lần đầu tiên thấy đàn ông hay sao á. Gặp mình nó chạy không à. Thằng chó, con chó này quýnh tao. Con chó này quýnh tao. Lại đây nè trời, hot boy đi, đây nè. Má đang chạy chó này trời. Dạo vô, muốn làm gì tao cũng được chứ á. Ui da, cái gì? Má mày lắc hoài trời. Nó lâu game nó bị giật, khó chịu quá. Dạ. Đúng rồi. Ây da, nó quýnh hết chết rồi. Chó này. Ồ, anh chỗ làng thấy quá trời, nước ngọt luôn trời. Dây thần nữa. Má, chó nó quýnh em gục luôn rồi, mẹ nó. Đâu cứu em cái. Để lại. Chưa kịp hoảng nó quýnh gục luôn rồi. Ảo thật đấy. Chó nè trời. Rồi thôi. Để tí, anh đang chạy lại. Sao mà sung quá à. Người ta né từ từ thôi. Em tưởng nó hồi máu rồi. Chưa kịp hồi máu rồi. Khứa đánh em nó gặp anh nó gượt theo kìa. Quýnh chết mẹ đi thằng ơi. Cái gì vậy? Quýnh chết mẹ nó. Rồi mày chết mẹ, để anh đó cho em. Anh ra đi để anh đó okay, cho em. Ok. Trả thù nó. Nè mày. Nãy giờ mày làm gì tao? Nè nè. Đúng. Mày vô đây thằng chó. Đúng đó. Chó này. Chó này. Ây da. Đúng anh em luôn rồi. Đúng rồi luôn. Vãi cái đấy. Mẹ. Thằng chó. Ủa gì mà kêu đồng 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 đồng. Chạy về đi. Về. Sao mà anh ăn trúng cái gì mà kêu đùng 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 đùng. Ăn trúng gì kêu đùng rồi. Làm gì. Giống như là mình mới gáp xong cái món đồ gì đó. Vậy cứ ăn trúng gì kêu đùng đùng ba. Anh rảnh anh chạy đi hấp cái này lên đi thắt. Thắp mấy đám lửa lên đi. Chạy ra ngoài hấp luôn nha. Rồi. Ê, nghe tiếng. Nó tới. Không có nghe gì đâu. Bên đây nè. Nó. Đây nè. Nghe gì đâu anh. Trời, nghe. Boss nó tới kìa. Để đi nó ra hú. coi cái gì vậy. Nó hú quá trời hú luôn nè. Có nghe gì đâu, nó nói gì ghê vậy. Nó hú nữa đó. Có lắc rồi đó, đâu có đâu. Trời ơi, nó kêu 5-6 tiếng luôn kìa, liên tục luôn kìa. Qua đây nè.
có chạy. Có thằng tập 7 thì gì nè. Từ từ được nâng lên cái nâng 7 lên đi. Sau lưng nhà mình. Nó đi nghe bịch 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 luôn nè. Lắc rồi. Nè 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 nó kìa nó kìa nó kìa. Bạch tuộc. Nó đâu? Bạch tuộc. Hai thằng. Đỉnh mệnh. Gì gì? Hai thằng bạch tuộc trước mặt mình. Chạy. Chạy chạy chạy. Tôi có gì vậy? Chạy đi chạy đi chạy đi. Nó có tới hai thằng lận. Chạy luôn đi, chạy luôn, kết thúc tập này đây. Ê vô vô bự, vô bự. Ngọt nữa. Thôi vô 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 nhà, vô nhà. Vô nhà, vô nhà. Vô. Tôi quýnh hai cái. Mẹ nó, tôi quýnh hai cái. Má chị gà cho nó quýnh hai cái chị. Wow, quýnh bằng điểm. Nó quýnh, nó tổng tấn công bằng điểm. Chạy luôn đi, chạy luôn đi, chạy kiếm giá mặt coi. Đây. Chơi luôn. Trời ơi, đóng gò chết mẹ rồi. Mày, mày hả con? Mày, 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 mày hả con? Mày hả con? Thằng này chết mà nó kiểu ngang à. Ê, nó tới kìa. Kìa, 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 kìa. Quýnh sao lại? Hay, em có chai chai lửa, có chai lửa, từ từ. Chơi luôn nghe, chơi luôn nghe. Khoan, 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 khoan. Chơi đi kiếm giá mặt. Rồi, rồi, rồi. Ủa, đang cầm lá cây hay vậy? Cái da dính lòng chim. Đâu, đừng, đem coi. Đem coi coi. Cái da dính lòng chim à. Quá là chữ dằn. Đóng cửa lại, đóng cửa lại không, thằng kia nó vô. Ờ, à, nó phải băng điểm luôn. Mày chặn mạng đây luôn, hai thằng luôn hả? Ơi, 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 ơi. Ơi, chạy, chạy. Thôi, 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 thôi. À, chui xuống hàng trốn giờ á. Dễ gì? Thôi, thôi. Hú hú hú, gì khó chịu dữ ta. Đốt mấy đống lửa anh thắng, cho nó bị kẹt trong đống lửa. Rồi, nó chết luôn kìa. Đúng hai chai lửa mà không chết được. Một thằng bị cháy chết rồi. Ôi. Có nhỏ nào hú ngoài nè. Chú bự. Thằng chó này. Chết luôn rồi, chết luôn rồi, chết luôn rồi. Mày nè. Sao nó dễ giết dữ ta. Không biết nữa. Ủa, lên ghế ngỡ. À, lên ghế ngồi luôn. Ngồi nữa. Mày. Còn khác kia đâu anh. Khác kia rồi. Bên đây nè, bên đây nè. Đúng bên đây nè. Được rồi, rồi. Mặt giáp vô, mặt giáp vô. Ok, vô ngủ cái đi, vô ngủ cái. Ngủ cái kèo lại. Nãy nhìn cái cười ẻ luôn. Thấy chưa? Gắn vô á, nó tăng tốc độ chém á. Chê nè. Tăng này, tốc độ em chém. Này, để em gắn cái những chành cái chuồng chim đi. Này có gì lấy lông chim ha. Ừ. Tập sao làm. Đâu tiêu rồi. Cái chuồng chim đâu tại. Ok, theo đi. Rồi chào mọi người đi. Rồi, sau khi chiến đấu với bầy quái vật tấn công vào lúc ban đêm thì bây giờ đã trời sáng rồi các bạn. Và mình sẽ dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Rồi, video chào đi. Ok, chào mọi người nha. Like và subscribe sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Con này có ai không? Biết. Rồi, ok, hẹn mọi người tập theo nha. Rồi, bye. Ok. Tập theo làm mẹ gì nữa nha. Tập theo xuống hang ha. Xuống hang. Tập thời gì đi. Tập thời nhà cửa gì đi. Rồi, thoát thôi. Thoát đi. Theo phải không? Theo chưa? Rồi. Rồi, ok.